Thưa quý vị các bạn, việc các công ty doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội sẽ kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng như là người lao động không được bảo hiểm xã hội chi trả các chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất, không nhận được trợ cấp thất nghiệp. Bên cạnh đó thì việc nợ phí bảo hiểm xã hội còn ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động khi họ không thể tiếp cận được các gói hỗ trợ của nhà nước. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn cuộc trao đổi của biên tập viên chương trình với bà Lê Minh Lý, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương. Nhưng trước tiên, xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Bình Dương là một tỉnh công nghiệp phát triển có hơn 40 khu cụm công nghiệp cùng với nhiều chính sách ưu đãi đã thu hút nhiều lao động từ các nơi tập trung về làm việc. Chính vì vậy, số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội từ các doanh nghiệp cũng rất lớn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tình trạng các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài quốc doanh, chậm nộp, trốn tránh hoặc trì hoãn việc đóng các khoản phí bảo hiểm xã hội cho người lao động. Việc nợ động bảo hiểm xã hội này có xu hướng kéo dài ở một số doanh nghiệp đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn quỹ bảo hiểm xã hội và quyền lợi của người lao động. Số liệu thống kê cho thấy, tính đến hết năm 2022, toàn tỉnh Bình Dương có hơn 600 đơn vị doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể hoặc phá sản, với số tiền nợ động bảo hiểm xã hội khoảng hơn 600 tỷ đồng, chiếm 2,4% so với số thu bảo hiểm xã hội hàng năm trên địa bàn tỉnh. Việc nợ động bảo hiểm xã hội đã làm ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, nhất là khi họ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, không được thanh toán chế độ. Một số người lao động đến tuổi nghỉ hưu không được chốt sổ bảo hiểm xã hội để giải quyết chế độ hưu trí, khiến cuộc sống của họ luôn bấp bênh trước những áp lực của cuộc sống. Cái việc nợ bảo hiểm xã hội là nhiều khi là yếu tố chủ quan, cũng có thể là khách quan của cái người sử dụng của lao động. Nhưng mà bản thân người lao động thì họ đi làm thì họ mong muốn được trả đầy đủ về thu nhập, về quyền lợi, và có trong đó có cả bảo hiểm xã hội nữa. Thì em nghĩ là cái quá trình mà bị không được đóng bảo hiểm á, thì ảnh hưởng rất lớn đến cái quyền lợi của họ sau này về việc họ nhận trợ cấp bảo hiểm một lần hay là trợ cấp lương hưu. Đối với doanh nghiệp ở đây á, mình làm việc với lại bên bảo hiểm xã hội của thành phố Di An, của Thường An và của tỉnh Bình Dương, thì đôi khi cũng sẽ có một số trường hợp mà bị rơi vô trường hợp đó, giống như bị chậm, cho nên người lao động cũng có phản ánh. Nhưng mà với cái cách làm việc của bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương, bảo hiểm xã hội của thành phố Di An, Thường An, thì hầu như là giữa công ty với lại đơn vị bảo hiểm cũng sẽ kết nối và làm việc với nhau rất là hài hòa, cho nên là hầu như là xử lý nhanh gọn cho người lao động trên địa bàn. Đối với những trường hợp mà bên người sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội hoặc là đóng không đủ, không đúng, thì hiện nay là có rất nhiều chế tài. Ví dụ như là có thể là bị các cái cơ quan bảo hiểm nhắc nhở về kiểm tra, có thể là bị xử phạt vi phạm hành chính, mức xử phạt có thể là đến 75 triệu đồng. Hoặc là theo điều 216 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung 27, thì có thể cái tội mà không đóng bảo hiểm xã hội thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thì đối với những cái doanh nghiệp thì có thể các cái hình phạt là tước cái giấy phép hoạt động, hoặc là có thể cái mức tiền phạt có thể đến là 3 tỷ đồng. Có thể nói, nguyên nhân của tình trạng này có thể do ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế trên thế giới, chiến tranh và dịch bệnh. Do đó, các doanh nghiệp bị giảm sút đơn hàng, chưa thu hồi được công nợ, dẫn đến không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội đúng hạn. Tuy nhiên, bên cạnh những doanh nghiệp khó khăn thực sự thì cũng có một số doanh nghiệp có biểu hiện cố tình chê ý để lợi dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội phục vụ cho mục đích khác mà không phải vay vốn ngân hàng. Đây là những doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng luật bảo hiểm xã hội, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người lao động. Do đó, Bảo hiểm xã hội Bình Dương đã tuyên truyền nhắc nhở các chủ doanh nghiệp cần nâng cao ý thức chấp hành quy định về thu, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Bình Dương cũng tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát chặt chẽ, không để tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội kéo dài dẫn đến mất khả năng thanh toán, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của người lao động. Hy vọng trong thời gian tới, sau khi vượt qua những khó khăn về suy thoái kinh tế và thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ người lao động của bảo hiểm xã hội và các cơ quan chức năng, thì tình trạng nợ động bảo hiểm xã hội sẽ được giảm xuống. Đặc biệt, không còn tình trạng nợ bảo hiểm xã hội kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của người lao động. Quý vị các bạn vừa theo dõi phóng sự nói về vấn đề nợ bảo hiểm xã hội hiện nay. Còn bây giờ, để giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này, xin mời quý vị các bạn hãy cùng theo dõi cuộc trao đổi của biên tập viên chương trình với bà Lê Minh Lý, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương.
Cảm ơn bà đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin được hỏi bà câu hỏi đầu tiên ạ. Xin bà có thể cho biết là cái tình hình nợ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong cái thời gian vừa qua như thế nào? Bình Dương là một cái tỉnh công nghiệp và cũng có rất là nhiều người lao động ở các cái tỉnh thành khác đến làm việc, lao động tại Bình Dương. Hiện nay thì Bình Dương có gần 40 khu công nghiệp. Như vậy thì cái chế độ ưu đãi và khuyến khích đầu tư tạo cái môi trường thuận lợi nhất để cho cái người lao động đến làm việc tại Bình Dương. Thì trong cái thời gian vừa qua thì phải nói là các cái doanh nghiệp đang làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương thì trong cái việc mà trích nộp các cái chế độ tiền lương cho người lao động để tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tương đối là tốt. Tuy nhiên thì do cái tình hình dịch bệnh rồi tình hình kinh tế khó khăn về đơn hàng thì vẫn có còn một số cái đơn vị nợ cái tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, đặc biệt là một số cái doanh nghiệp ngoài quốc doanh thì nợ cái tỷ lệ nợ thì tương đối là cao và phổ biến nhiều hơn. Cũng có một số doanh nghiệp là nợ động kéo dài gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như là bảo hiểm thất nghiệp. Trong năm 2022 thì cái tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của một số các cái doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương á, phải nói là gặp rất nhiều khó khăn. Rồi dịch bệnh xảy ra rồi ảnh hưởng cái kinh tế thế giới, tình hình chiến tranh nữa. Cho nên là cái tình hình nợ động thì của Bình Dương là chiếm khoảng là 2,34%, khoảng là 618 tỷ đồng. Dạ vâng, thưa bà, vấn đề nợ bảo hiểm xã hội như vậy thì có những cái ảnh hưởng như thế nào đối với hoạt động của cơ quan bảo hiểm xã hội cũng như là người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương ạ? Trước cái tình hình mà đơn vị cũng như là doanh nghiệp nợ động bảo hiểm xã hội của người lao động thì phải nói là nó sẽ ảnh hưởng rất rất lớn đến cái quyền lợi của người lao động. Và chúng ta cũng phải nói là bảo hiểm tỉnh Bình Dương cũng nhận thức rõ cái trách nhiệm là phải thu hồi cái tiền nợ động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm y tế cho người lao động để nhằm đảm bảo cái quyền lợi cho người lao động để hướng đến cái mục đích là an sinh xã hội. Vì vậy, nếu mà doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội thì các cái quyền lợi để hưởng các cái chế độ cho người lao động thì chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng mà thực tế thì có nhiều cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị vẫn chưa nhận thức được cái tầm quan trọng đó. Cũng như là cái lợi ích của cái việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đem lại. Và họ cũng chưa nắm rõ được các cái chính sách về pháp luật, về bảo hiểm xã hội dẫn đến là cái việc chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội trong cái thời gian qua. Mặc dù là cơ quan bảo hiểm xã hội cũng đã truyền thông, rồi nhắc nhở, hướng dẫn các cái doanh nghiệp, đơn vị hiểu được cái tầm quan trọng, nhưng mà hiện nay thì vẫn còn cái tình trạng nợ động làm ảnh hưởng đến cái hoạt động chi trả các cái chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Nhân đây xin bà cho biết là cái việc xử lý những cái đơn vị nợ bảo hiểm xã hội trong cái thời gian vừa qua và những cái giải pháp để khắc phục cái tình trạng nợ bảo hiểm xã hội trong cái thời gian tới ạ. Cái tình trạng mà đơn vị cũng như doanh nghiệp mà nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thì như tôi nói trên đây là một cái việc là hết sức là đáng báo động. Và trong cái thời gian qua thì cơ quan bảo hiểm xã hội cũng tích cực tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao cái ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp cũng như là người lao động. Cụ thể là định kỳ hàng tháng cơ quan bảo hiểm xã hội chúng tôi thực hiện cái việc là gửi thông báo để đôn đốc nhắc nhở các cái đơn vị mà chậm đóng nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể như ngày 25 tây hàng tháng chúng tôi gửi văn bản thông báo đôn đốc, kể cả là chuyển các cái mail nhắc nhở đơn vị để trích nộp kịp thời trong tháng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng thực hiện một số cái giải pháp mời đơn vị doanh nghiệp đến làm việc tại cơ quan bảo hiểm xã hội đối với những cái trường hợp mà doanh nghiệp mà nợ cái tiền đóng bảo hiểm y tế thì chúng tôi thực hiện lọc hóa cái thẻ đó đối với cái đơn vị doanh nghiệp mà nợ từ 3 tháng trở lên. Chúng tôi phối hợp với các cái ban ngành đề nghị là các cái ban ngành hỗ trợ theo dõi đôn đốc các đơn vị nộp như là
gửi qua công an, thuế, liên đoàn lao động, sở lao động thương binh xã hội, rồi các cái ban quản lý khu công nghiệp, thực hiện cái việc là bảo vệ cho người, cái quyền lợi cho người lao động. Nếu mà trong cái quá trình làm việc, nhắc nhở, đôn đốc mà các cái đơn vị chưa thực hiện thì chúng tôi sẽ có các cái cuộc thanh tra và kể cả là ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với những đơn vị nợ động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Mục đích là để đảm bảo được cái quyền lợi cho người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Dạ vâng, xin cảm ơn bà với những thông tin chia sẻ vừa rồi ạ. Quý vị vừa theo dõi cuộc trao đổi của biên tập viên chương trình với bà Lê Minh Lý, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương về vấn đề nợ động phí bảo hiểm xã hội và những ảnh hưởng của vấn đề này tới cuộc sống của người lao động. Hy vọng là trong thời gian tới, với những biện pháp khắc phục mà cơ quan bảo hiểm xã hội đã đề ra, cùng với nỗ lực từ phía doanh nghiệp, sự chung tay của các cơ quan chức năng, thì tình trạng nợ bảo hiểm xã hội sẽ không còn và quyền lợi của người lao động sẽ luôn được đảm bảo.